Cập nhật tình hình dịch virus corona tại Việt Nam mới nhất ngày 1 tháng 2. Theo ghi nhận trên trang báo Thanh Niên thì Việt Nam có thêm ca mắc nCoV, ghi nhận ca nhiễm bệnh viêm phổi Vũ Hán thứ 6. Khánh Hòa công bố dịch do virus corona gây ra. Tại Quảng Nam, một nữ du học sinh trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc cũng bị cách ly vì nghi nhiễm virus corona. Còn tại Lào Cai, ghi nhận 15 trường hợp có hiện tượng sốt cao, nghi nhiễm virus corona, nhưng hôm nay thì đã có kết quả 5 người âm tính với nCoV. Sáng nay ngày 1 tháng 2, thì Bộ Y tế đã công bố dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona, viết tắt là nCoV, gây ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Sau khi xác định có thêm một ca nhiễm virus Vũ Hán, theo công bố của Bộ Y tế, căn cứ luật phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2007 và các văn bản hướng dẫn luật này, trên cơ sở công bố tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng liên quan đến bệnh truyền nhiễm do chủng mới của nCoV của Tổ chức Y tế Thế giới WHO và theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc công bố dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV, Bộ Y tế công bố dịch bệnh truyền nhiễm tại tỉnh Khánh Hòa. Thời gian xảy ra dịch từ ngày 31 tháng 1 năm 2020 là thời điểm xác định trường hợp đầu tiên mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV tại đây. Bệnh nhân thứ 6 được xác định là nhiễm virus corona Vũ Hán là nữ 25 tuổi, ngụ tỉnh Khánh Hòa, là lễ tân tại khách sạn có hai người Trung Quốc nhiễm bệnh viêm phổi Vũ Hán từng trú ngụ. Theo báo cáo giám sát dịch tễ học, bệnh nhân có tiếp xúc gần với hai trường hợp người nhiễm bệnh virus corona là người Trung Quốc đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Giấy vừa qua ngày 17 tháng 1 năm 2020. Bệnh nhân có triệu chứng khởi phát ho, sốt và đã lấy mẫu xét nghiệm, kết quả là dương tính với nCoV ngày 31 tháng 1. Bệnh nhân hiện được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Khánh Hòa. Như vậy thì tính đến 17 giờ ngày 31 tháng 1, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ghi nhận một trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV. Có 23 trường hợp vi nhiễm virus corona, trong đó 13 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus nCoV. Tại Việt Nam, tính đến nay thì đã có 6 trường hợp nhiễm virus corona mới, viết tắt là nCoV. Khánh Hòa là địa phương đầu tiên ở Việt Nam công bố dịch corona nCoV. Tại Quảng Nam thì cũng đã cách ly nữ du học sinh từ Vũ Hán về quê vì nghi nhiễm virus corona. Sau khi mà từ Vũ Hán, Trung Quốc về quê ăn Tết thì nữ du học sinh 19 tuổi ở Quảng Nam đã có dấu hiệu sốt, mệt mỏi nên đã nhập viện điều trị vì nghi nhiễm virus corona. Sáng ngày 1 tháng 2 thì ông Nguyễn Văn Hai, Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam cho biết, Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam đóng tại thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam đang tiến hành cách ly, theo dõi và điều trị cho một nữ bệnh nhân nghi nhiễm virus corona. Theo thông tin ban đầu, nữ bệnh nhân THN, 19 tuổi ở xã Tiên Cẩm, huyện Tiên Phước, Quảng Nam là du học sinh của trường Đại học Hoa Trung ở Vũ Hán, Trung Quốc. Theo lịch trình thì ngày 19 tháng 1, chị nhờ bay từ Vũ Hán về Nam Ninh, sau đó có về Hà Nội. Ngày 20 tháng 1, chị này từ Hà Nội về Đà Nẵng và sau đó thì về quê nhà Tiên Phước để ăn Tết. Đến ngày 31 tháng 1, nữ bệnh nhân có dấu hiệu sốt 38 độ, mệt mỏi nên là chủ động đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam nhập viện và điều trị. Thấy nữ bệnh nhân này bay từ Vũ Hán về, nơi là trung tâm dịch bệnh virus corona, nên là ngành y tế tỉnh Quảng Nam đã tiến hành cách ly bệnh nhân, tiếp tục theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam. Theo ông Nguyễn Văn Hai, sau khi mà tiếp nhận bệnh nhân thì Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam đã tiến hành cách ly, theo dõi và điều trị cho nữ bệnh nhân trở về từ Trung Quốc vì nghi nhiễm virus corona. Đồng thời thì bệnh viện đã lấy mẫu gửi vào Viện Pasteur Nha Trang để xét nghiệm và đang chờ kết quả. Còn tại Lào Cai, sáng nay ngày 1 tháng 2, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Lào Cai cho biết là đã nhận được kết quả xét nghiệm virus corona từ Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Theo đó, 5 phiếu kết quả của 5 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai đều âm tính với virus corona gây dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán. Theo thống kê, thì toàn tỉnh Lào Cai có 15 bệnh nhân trong diện cách ly vì nghi ngờ nhiễm virus corona, trong đó thì một người được cách ly điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Lào Cai, 14 trường hợp còn lại được cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai. Ngoài 5 bệnh nhân đã có kết quả âm tính với virus corona, thì tỉnh Lào Cai đang còn 9 người cũng trong diện cách ly, tiếp tục chờ kết quả xét nghiệm nCoV từ Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai cho hay, hai bệnh nhân có biểu hiện sốt cao kèm theo triệu chứng viêm phổi cũng đang có kết quả điều trị tích cực.
với các triệu chứng đã giảm so với những ngày trước đây. Theo phác đồ điều trị của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai, bệnh nhân có kết quả âm tính với virus corona vẫn phải theo dõi trong 3 ngày tiếp theo và chuyển sang điều trị như là các bệnh cúm mùa thông thường cho đến khi khỏi hẳn. Trên đây là những thông tin mới nhất liên quan đến dịch viêm phổi Vũ Hán do virus corona gây ra tại Việt Nam. Nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những tin tức mới nhất của chúng tôi nha.